nhìn dọn giá cái ạ. À. Hôm nọ bọn mình dọn sạch sẽ đấy, là bọn mình ấy. Đấy à? Mẹ dọn xong rồi ấy, 1-2 hôm lại thế này. 10 hôm. Đúng 10 hôm. Biết rồi, thế bảo lên mẹ đấy. Hôm nay anh lên dặn bảo đi mẹ có người ta đi dọn người ta làm công ích cho các ông ấy. Vâng. À tí cho em xin anh là chủ bên kia đúng không? Đúng ạ. À tưởng anh bên kia đây lại xin ít nước gì. Ờ ok. Cái chỗ này đấy à, xin chào anh em, là bọn mình đã làm rồi, làm sạch rồi đấy. Thì hôm nay lại quay lại để làm lại. Cái lá thì không nói gì, lá là do cây cối nó rơi xuống, nhưng mà rác riếc là do mọi người, lại do mọi người thôi. Mình bây giờ nhận dọn lại để một góc, quét vào kia lại sạch bong thôi. Qua bàn tay ma thuật của anh em thì lại sạch bong thôi. Nói chung là để mà ý thức thì chắc là phải cộng đồng, nhưng mà anh em mình nghĩ rồi. Nói chung là từ những người nhỏ là tốt nhất. Thì mong các em là đấy, các em tương lai đấy, chúng ta nghĩ một tí về môi trường là chuẩn luôn. Đặc biệt đấy, có một anh ở đây anh bảo rằng là mấy anh shipper nhá, các bạn đi làm đưa hàng ấy, biết là các bạn cũng tính toán nào cho nó hợp lý nhất cho cái thời gian của các bạn với cả đủ các thứ. Nhưng mà mình chỉ mong rằng là các bạn đừng có vứt rác ra ngoài đường như này. Thứ nhất là không phải bọn mình làm thì các cô lao công làm cũng rất là khổ đấy. Thứ hai, nếu các cô lao công người ta không làm ấy thì nó lại bẩn ra. Cho nên mong anh em nhớ nhá, anh em để một cái túi khác nữa thì để những cái bao ni lông là được, có gì đâu. Mà anh em cứ nói chung là mỗi người chung tay chung sức một tí. Mình thì đang đi nhặt từ trong khe này, những cái cho sạch luôn để sang một góc là ok thôi. Con đường này sẽ được sạch lại một lần nữa cho các bạn, có cả những anh em đi vệ sinh ở đây luôn. Thằng nào có mùi đấy. Đề nghị nhà nước cũng làm nhiều cái. Thực ra thì làm nó cũng không đáng bao nhiêu đâu. Mỗi người một công một sức một tí thôi là được. Nhưng mà nếu mà mình không để sạch lắm, trời mưa phát này, đây là có độ dốc mà, trời mưa một phát này ok luôn. Đôi khi anh em mình mặc như này ấy, thì mọi người nghĩ rằng là cái việc bọn mình phải làm hàng ngày đấy, có thể cái sự lan tỏa nó không được tốt lắm. Nhưng mà yên tâm, sang đợt mới bọn mình sẽ mặc những cái trang phục đặc biệt để cho mọi người đi đường, cũng như là những người ta biết rằng là bọn mình là những người đi làm công tác gọi là vô vị lợi. Không là nhiều anh em thì cứ tưởng là anh em mình là được thuê lại để làm những điều này liên quan đến công ty này nọ, nhưng không phải nhá các bạn nhá. Bẩn hết, đừng sợ, mẹ bảo nó đi vệ sinh đấy. Sợ quá các bạn, có những người còn đi chui vào vườn hoa đi vệ sinh ấy. Nếu cái vệ sinh này thì nó cũng hữu cơ thôi.
khoảng tầm tuần 2 tuần nữa nó cũng hết rồi. Đấy. Cho hết vào đây. Cho hết vào cái túi nó vừa. Mình để vào cái túi gì? Cái túi bao tải. Mình có một cái đúng không? Đủ ấy. Ấn luôn đủ. Người anh em thiện lành làm tốt đó. Yên tâm. Quên mất hôm nay không cầm cái chổi cao lại để cái chổi nhỏ. Tiến hơi ác ấy. Nhiều mà. Thế hỏi thật người anh em thiện lành là bắt buộc phải mặc cái áo Grab này hay như nào? Không phải bắt buộc đâu. Đấy à? Ừ. Hay là thì hôm nào tôi lấy, tôi có mấy cái áo Z đẹp đó, tôi vứt cho. Kệ đấy. Áo nó chẳng qua là để khách đi nó dễ, nó biệt ra xe ôm người ta vẫy thôi. À đấy à? Ừ. Thì hôm nào tôi chiến mà đi ra ngoài phố mua cho cái áo Grab đẹp. Bắt một cái. À đấy à? Áo này ngoài kia nó bán rẻ mà. Còn đi có tiền đâu, chạy xe ngày được không phút 10.000. Thế mà Chiến nó bảo tôi lấy ra rẻ ra, mà qua có khách ở cái quán bảo tôi lấy ra rẻ. Thế mà lấy có 10 mấy nghìn. Thế có 20. Thế được rồi. Đi đâu đâu? 20. Ở ra ngoài chỗ gá lấy Đức thôi. Gá chỗ kia gá lấy Đức thôi. Được quê. Vì nó sợ mẹ mà mất uy tín của mẹ quán về cà phê Sài Gòn. Ôi 20 được, 20 đúng. Sao Grab Bát không đi được nhỉ? Em ngồi em buôn chuyện với bà ấy mà thôi đợi nhà xe luôn. Ôi hai chị đấy là định đi về đâu? Thanh Hóa. À. Bà về Thanh Hóa. Đấy các bạn thấy không? Anh em bọn tôi chỉ làm một tí thôi là nó rất là lại sạch, rất là đẹp thôi. Nó đáng bao nhiêu. Mọi người đấy cứ dọn sạch cho mọi người xong hôm nọ bẩn thỉu thì không ai ngồi nữa. Nó trở thành một cái đống ở đây, lúc ấy nó trở thành như là kiểu như là cái nơi bãi rác ấy. Thế khi dọn sạch bong rồi thế là các bạn ấy lại ra ngồi lại tụ tập xong các bạn ấy không biết sinh nhật lến lủng nào lại vứt rác ra. Thế xong mấy anh shipper ấy không biết của hãng nào. Thế là lại ngồi đây chắc là chờ khách, thế là bóc ra lại luôn ni lông luôn. Không. Chỗ đấy phải đi tìm cái que này, lấy ông vứt đi. À không phải. Không phải cứt. Không. Nó là cái gì hoa quả ấy, nó bị khô đi ấy. Nó gọi gì hoa quả, cái gì chuối ấy. Chiến nhớ ấy. Không gì là không thể. Chua thì nó do rác mà nó chua. Mùi nó lên men. Các bạn ấy vứt ấy, các bạn còn vui cơ. Dã man luôn. Mình mới thấy này. Nhức nhá. Các em phải hình dung là những cái công ty rác ấy mà cái bãi rác tập trung ấy, tại sao người dân ta kêu là đúng ấy. Khi mình đi làm này mình mới thấy này, cái mùi nó kinh lắm, quá kinh luôn. Ừ. Túi đâu có Chiến cả, đủ luôn. Cái rác là nó nhìn thì thôi, nhưng mà nó khi mà nó dí vào ấy, nó xẹp xuống. Thôi cứ để vào. Ừ. Đừng có thế, đừng có. Để cho chủ động. Lấy cái gỗ để sau cùng. Rất là nguy hiểm.
lấy cho đi lông vào trước ấy. Bia các ông mua về các ông uống ấy. Đơn giản như thế mà các bố ấy không. Chiến lại quay lại sạch băng một con đường. Nói thật luôn, rất hy vọng là không bao giờ phải quay lại con đường này làm nữa. Mình biết rằng là Hà Nội là rất là rộng và rất nhiều những người vẫn làm những điều như vậy, nhưng mà đã bảo rồi, làm với mục đích lan tỏa thì làm liên tục, làm cho người những người ta sợ thôi. Đấy, nhưng đặc biệt là đối với các em ấy thì mong các em sinh ra lớn lên ở trong cái thời kỳ mới rồi, đất nước mình nó phát triển xanh xanh đẹp rồi, thì các em khi mà nhìn vào một cái môi trường, nhìn vào tất cả đường xá nó sạch, chính bản thân các em cũng sẽ cảm giác là khi mình vứt một cái gì ra đường ấy là mình cảm thấy mình mất tự tin, mình cảm thấy mình khó chịu, mình cảm thấy mình cái hành vi đấy không tốt. Thì những cái việc bọn mình làm là như vậy rồi. Đó là tất cả những gì hiện tại bây giờ anh em đang làm. Có nghĩa để mọi người nhìn thấy là cái hành vi đó nó rất là phản cảm. Đấy. Và khi mà có thể ngày hôm nay chỉ là ít thôi, nhưng mà rồi về sau mỗi một người một nhận thức ra, thì đầu tiên một hai người, không về sau càng nhiều người nữa. Đấy. Thì đó sẽ là cái là anh em mình mong chờ thôi, mong muốn. Cái chuyện mà đi gặp Phân, gặp Phúc là chuyện bình thường. Cái mùa thu thì lá rụng thì không, thì chúng ta không bàn cái chuyện đấy, thì chắc chắn mùa thu thì không phải bàn. Anh nhặt những cái rác ở trong thôi à, còn lá đấy mình cứ để vào trong này được, tại lá nó sẽ thành phân hữu cơ được mà, mình chỉ bốc cho vào trong được mà. Tránh những cái đồ dễ khó phân hủy này, ví dụ thế, nó làm hỏng môi trường thôi. Còn hữu cơ thì tuyệt vời, có gì đâu. Ok, đây thì toàn đây. Ok, đã từng có câu chuyện nha, hôm nay kể một câu chuyện rất là thật. Ở đây là nước, ở một nước nào đó ở châu Âu ấy, là có những người mà chuyên đi mà dọn rác này. Họ vào một ngôi nhà hoang, xong họ nhìn ngôi nhà hoang đấy ở trong rừng, nhưng mà ngôi nhà ấy đúng thật là một ngôi, nó như là một lâu đài từ ngày xưa rồi, nhưng mà bỏ hơi rơi khoảng hàng trăm năm rồi, phải hàng trăm năm rồi, nhưng mà có thể là mệt vài chục năm thôi. Nhưng mà khi đi vào trong cái ngôi nhà được xây vài trăm năm, những cái biệt thự đấy xây vài trăm năm, nhưng mà khi đi sâu vào ấy, có cả một bộ tập dập xe rất là đắt tiền và bao nhiêu thứ gọi là rất giá trị. Không, tí nữa, cho hết vào đây đã. Đây là lá. Đấy, mình chỉ lấy những cái hữu cơ thôi. Đấy. Thế mà cái đội thành rất giàu ấy. Có thể là bọn mình cũng đang đi tìm một cái cơ hội nào đó. Các bạn đừng bảo là anh em mình vứt rác vào trong nhá, là mình dọn hết rồi, ở nó chỉ còn lá khô nhá. Đường này ra đường. Mình gom nó sạch vào thôi. Đấy, đúng rồi. Con đường đã được sạch trở lại, nhưng mà hy vọng được lâu hơn. Tại vì mới chỉ có hơn 10 ngày quay trở lại thì nó đã bẩn như thế rồi. Và hôm nay chúng tôi lại là làm một công tác nữa, là chúng tôi lại dọn sạch hết rồi. Đấy. Mong rằng là với chỉ một số thời gian rất ngắn ngủi thôi, là các anh em đã thấy rằng nó rất là đẹp rồi. Hy vọng rằng là những cái người mà đang làm những cái việc như vậy hàng ngày ấy, các bạn hãy bớt chút lòng mình, suy nghĩ. Đấy, còn các em nhỏ thì mong rằng là hãy học những cái rất là hay, cái tốt thì nó rất là đẹp. Ok, xin chào nhá và hẹn gặp lại những cái bài khác. Bọn mình sẽ đi đến những chỗ đông hơn để cho cái sức lan tỏa tốt hơn.
có thể mặc quần áo này thì các bạn nên nhớ rằng là nhiều người không chú ý, nhưng bọn mình sẽ cố gắng mua những bộ quần áo mọi người chú ý hơn, để cho những người đi đường người ta nhìn thấy những hành động của chúng ta làm nó lan tỏa. Đấy là mục đích của bọn mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bài những lần làm tiếp theo.